chân của vị ni này bồng rộp hết trơn rồi cô chú anh chị. Nhưng mà vẫn để cho tự nhiên luôn chứ không có uống thuốc, không xịt dầu gì hết. Vậy là mình đi tới ngày hôm nay được mấy ngày vậy nè? Ngày thứ hai ha. Nhưng mà cái chân mà nó bong rộp như này nè, là ngày một ngày nó đã bong rộp rồi hả? Trời ơi, nhìn thấy người thật được sức nóng dữ lắm hả con ha. Nhiều khi còn tu vé này kia nó à. Mà chấp nhận thì nó mềm với thầy, để nhìn thấy thầy một lần. Đúng rồi, cái chân nữ thì cái da nó mỏng ha. Rồi mình đi mình tiếp xúc với mặt đường á, sẽ chỉ một ngày thôi nó đã vậy rồi ha. Mới một ngày hả? Không phải, mới một ngày mà cái nó đã bong rộp cái da của mình rồi đó. Dạ, có hai cô đang ngồi mai vá ăn những cái tấm cà sa mai bàn tay không nha cô chú anh chị. Đó là những cái vị cái cô ở bên đây, rồi có một cô thì cũng đang nhưng mà đang nhắm mắt rồi nè cô chú anh chị. À, này giống như mai chiếc túi vậy đó. Con cái cô là tự lo được rồi, vâng cô. Vâng, các cháu 8:30 rồi, các cháu
nhà này cũng được cái tốt là cậu tu là một con khác rồi thì là ông chồng của cái nhất công việc này. Ồ vậy thuận lợi quá ha. Nên là không phải vất vả sắp xếp được về gia đình lắm. Dạ. Chồng cũng hoan hỉ mà chồng cũng lo lắng hết cho vợ cho con hết cả. Nên là việc nhà là mình không thể làm, chỉ lo báo vào tiền hàng ngày thôi. Dạ. Nên là chồng cũng hoan hỉ lắm. Đây con nuôi họ ở Hà Nội Sài Gòn á. Thứ nhất là đi theo thầy là không phải là điều kiện gì, là tiền bạc cũng được cái chân lên chứ. Chừng của sự đau quá rồi. Chắc sợ nhất là ha sợ. Đau nhất chân ha. Như là mình đi nhiều quá nó nhất ha, nổi. Chừng giờ phải dán những cái miếng giống như là băng cái dán chân nè. Dạ dạ. Nó rợp hết trơn ha. Thế là cô đi bằng xe hơi xe ô tô. Rợp chân hết trơn rồi. Còn mày đi đi theo thầy á. Đi theo thầy bây giờ là xem thầy trên mạng đang ở ngoài đầu chân cái này cô đang nhờ so bóp chân á cho giãn gân giãn khớp á để mà còn những cái đồng hành nữa. Cái số 23 rồi. Cách Huế cách Tự Hà khoảng 10 cây á, mười mấy cây á, chưa nè. chưa à, đúng rồi, chạy ra là cái số 23 đấy, gần bệnh viện ăn lộ chứng gì đó. Nhiều người họ tình nguyện theo thầy nhiều lắm. Ở bên kia một đồng nữa, mà một đạm nữa. Ăn cào đau cào rồi cũng đúng. Trời ơi, thấy chân của người nữ mà giờ đi cái này nè, nó phải bồn rợp hết trơn. Mình có uống thuốc hay là cho thuốc gì không chứ? Dạ. Mình chỉ cho bóp thôi ha, chứ mình không uống thuốc ha, không thao dầu. Dạ. Dạ dạ, quá trời luôn. Chắc chắn là có những người cũng đang tu tại gia mà đang làm với cô thì không có điều kiện. Cái này có sự quyết tâm lớn như lắm nè mới đi được chỗ này chứ thôi rất đau luôn cô chú anh chị. Gần bệnh viện 23. Bệnh viện An Lộ. Đang nghỉ trưa. Mấy người này là họ tình nguyện theo thầy hết. Đang may ảo rồi. Là cho con tinh tấn để con có lý chính cả, có trí tuệ để con tu theo chính pháp của Đức Phật ấy. Vì bây giờ có những cái mà mình nghe mình thấy những cái đúng trong như kinh pháp ấy, mình thấy là nó cũng không biết là giải thích thế nào. Nhưng mà mình cứ thấy hàng ngày cứ tu tại gia, hàng ngày lạy Phật mà chỉ nghe đấy là hàng ngày hồi hướng là cho con tập trung. Cũng cầu cũng ra đây nè, Đức Phật ông ấy. Để cho con nói là ngày cô có cảm giác cô đã thấy rát chân chưa? Ngày vẫn cũng bận không, mà cái nóng ở Huế thì kinh khủng, rát nó bỏng thế này. Mới đi có một buổi sáng có hơn một tiếng đồng hồ mà nó phồng hết cả cái bàn chân như này. À, tức là cô đã trải nghiệm bằng chân đất đúng không? Ở nhà cũng rất hay đi chân đất. Dạ. Nhưng mà đi vào đây cái nóng thì thực sự là khổ. Thế là con ở trong rừng á, con ở trong cái công an bảo vệ cho cô rồi. Gian chuẩn mày cô đi là đang ở. Đấy là cô đi mới được có nửa ngày. Đâu làm chi được có nửa ngày, có gần 2 tiếng. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Nội. À là cái dạng rất chứ khó tập thể dục. Thế mà không theo nổi. Thế là cô nghĩ như vậy là cô càng thương tài nhiều hơn đúng không cô? Dạ vâng. Nhưng mà phải đó là bây giờ là cái năng lượng của Phật pháp tỏa đến đâu thì mạnh đến đấy, mạnh đến khủng khiếp. Thế cô cho con hỏi nhá, hôm nay cô đã tập ăn một bữa chưa? À thì gần có những lúc thì sáng nay ăn một bữa ở chỗ đâu nhờ ở Quảng Trị cả, ăn một cái bánh bánh gì nhà đáng nghe, bánh nặng nặng gì đó, ăn một cái bánh đơ. Nhìn chân của vị ni này bồng rỡ hết trơn rồi cô chú anh chị.
đây đang nhưng mà vẫn để cho tự nhiên luôn chứ không có uống thuốc, không xịt dầu gì hết. Đang cho vô trong này sư cô đi ở ngoài Hà Nội Sài Gòn cùng tàu đó. Số 1 đi theo thôi. Số 2 thì không nha. Vậy là mình đi tới ngày hôm nay được mấy ngày vậy anh? Ngày thứ hai ha. Nhưng mà cái chân mà nó bong rộp như này nè, là ngày một ngày nó đã bong rộp rồi hả? Trời ơi, nhìn thấy người thật việc sức nóng dữ lắm hả con ha. Nhiều khi còn tu vé này kia kia nó à. Đúng rồi, cái chân nữ thì cái da nó mỏng ha. Rồi mình đi mình tiếp xúc với mặt đường á, sẽ chỉ một ngày thôi nó đã vậy rồi ha. Mới một ngày hả? Không phải, mới một ngày mà cái nó đã bong rộp cái da của mình rồi đó. Cái sự kiên cường cho lắm mới được vậy nè. Mà cô còn dự định là mình đi bao lâu nữa không? Hay là đi làm sao cơ? Cô cháu hôm qua nào mà cháu như tùy theo cái sức khỏe mình ha. Dạ, tự duyên. Dạ, dạ. Đang nhức mỏi dữ lắm này. Tại vì từ đây đến cố đô Huế như còn có 20 km nữa đó. Nhắm cô đi nổi không? Con đã đi chứ, đã đi từ từ Hà chạy ra quần cờ mấy cái nữa là tại bệnh viện 23, cách bệnh viện 23 một cái thôi, bệnh viện ăn lỗ. Nói chung là yêu mới đi qua từ Hà rồi, đang ở bệnh viện ăn lỗ. Bây giờ đang giống như bấm nguyệt như này nè, bấm nguyệt để cho ấy cho khỏe nè, giãn cơ. Đang ở trung tâm rồi, mày công an về từ về dân phòng đang tạm giữ không cho ai muốn mà còn mày sổ cô này là theo tại 2 ngày rồi nè. Vậy trước khi mình đi vậy đó mình có luyện gì không vậy cô? Nhịn ăn ha. Nhưng mà cái vận động thì mình chưa có vận động được vậy ha. Chính như vậy là mình không có vận động á, mình đi mới 2 ngày mà cái đầu cơ thể cái chân mình á nó đã như là nó cũng hơi rệu rã ha. Nhưng mà mình đi vẫn anh ơi cho em cái máy. Biết là bao nhiêu ngày đúng không? Mà cô sẽ về nhà. Nhưng mà đi này về thì cô cảm thấy trong người có đỡ nào. Đúng rồi. Cái sức nóng của ngoài đây nó vừa lại nóng của thiên nhiên và nóng giờ những con người mà nhiều đó, nó sức nóng nó tăng đẳng hơn. Mặt đường lúc này nóng dữ lắm mà. Dạ. Cũng như chúc cho cô cũng như là được duyên, cũng như mình theo chân của sư á, cho dù ở phía sau nhưng mà mình sẽ càng lâu thì duyên mình nó càng được nhiều ha. Dạ. Hãy luôn vững bước nha. Dạ dạ. Sau đó là đi vô trong đi về.